Xin chào quý thính giả, kính chúc cả nhà có một ngày bình an và vui khỏe. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Miếng Da Gà của tác giả Giang Đình. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Khi chị quyết định ly hôn, tất cả mọi người đều sốc. Mẹ chồng chị đi khắp nơi nói rằng chị bỏ chồng chỉ vì một miếng da gà. Rằng chị không thương các con, rằng chị ích kỷ, rằng thế hệ trẻ bây giờ không biết hy sinh. Chị trộm nghĩ nếu như có ai đó hỏi chồng chị vì sao anh chị bỏ nhau, có lẽ anh cũng trả lời vì miếng da gà. Chị không phải một tiểu thư con nhà quyền quý, nhưng từ nhỏ vì chị hay ốm yếu kén ăn nên cả nhà đều chiều chuộng. Cho đến lúc lấy chồng, chị vẫn không ăn nổi một miếng thịt mỡ, và cứ da cầm là chị phải bỏ da. Lấy chồng, do chồng là độc đinh nên chị cũng đồng ý sống cùng bố mẹ chồng. Chị nghĩ cứ sống biết điều, biết quan tâm, chia sẻ thì dù mẹ chồng khó tính đến mấy rồi cũng sẽ hòa hợp được thôi. Bữa cơm đầu tiên khi chị về làm dâu, chị không phải nấu nhưng lại có món gà luộc. Chị cũng vô tư ngồi xuống ăn. Mẹ chồng chị gắp cho chị miếng thịt gà, theo thói quen, chị bóc da bỏ đi. Bà chép miệng thở dài. Bà bảo là phụ nữ phải biết tiết kiệm vung vén cho gia đình, không thể hoang phí như thời con gái. Ban đầu chị không hiểu ý, nhưng đến khi chị bỏ miếng da thứ hai đi, thì bà bảo, con không ăn được da thì đưa mẹ ăn. Bỏ đi như thế phải tội. Mẹ chồng nói thế làm sao chị dám bỏ da vào bát của bà, đành nhắm mắt nhắm mũi ăn. Chồng chị ngồi cạnh cũng không nói gì. Lần sau nhà làm ngang, chị không ăn được da, chị bỏ sang bát chồng. Mẹ chồng cuống quýt hỏi, thằng Thành mỡ máu cao, bác sĩ bảo hạn chế ăn da. Con không ăn được da, cứ đưa cho mẹ. Trước bố mày bỏ da, tao cũng toàn ăn. Đến thằng Thành không ăn da, tao cũng toàn ăn. Đàn bà mà không biết hy sinh cho chồng cho con thì còn gọi gì là đàn bà. Chồng chị vẫn im lặng, điềm nhiên gắp miếng thịt thật nạc, nhồm nhoàng nhai. Chị không giận mẹ chồng, chị chỉ thấy thất vọng vì thái độ của chồng. Không một lần nào anh nghĩ cho chị. Dường như bao nhiêu năm anh đã quen với sự hy sinh của mẹ và bây giờ anh nghĩ vợ cũng phải như vậy. Chị làm giáo viên, công việc không quá vất vả nhưng không hề nhàn hạ. Vì về đến nhà chị vẫn phải làm việc, chị phải soạn giáo án, chấm bài rồi dạy thêm nữa. Khi làm dâu chị không thể để kệ mẹ chồng làm hết việc nhà. Nhưng tệ nhất là mẹ chồng chị đã quen với việc chồng chị đi làm về là không phải làm gì cả. Bà đã quen với việc dù bận đến mấy, phụ nữ cũng phải làm tất cả mọi việc trong nhà. Nên có những ngày đi làm về, chị mệt nhoài vẫn phải vào bếp phụ mẹ chồng nấu cơm, đợi chồng và bố chồng ăn xong thì dọn dẹp, rồi lên gấp quần áo, lau nhà, mãi hơn 9 giờ chị mới được tắm. Mọi chuyện vẫn còn tương đối dễ chịu khi vợ chồng chị chưa có con. Khi có con rồi, niềm vui làm mẹ chưa trọn vẹn. Chị đã ứa nước mắt khi vừa sinh được mấy ngày, sữa vừa về, ngực căng tức. Mẹ chồng bảo chị đêm không được gọi chồng dậy pha sữa trong con, vì sáng nó còn phải đi làm. Mình ở nhà cả ngày, chịu khó thức đêm, cần gì thì gọi mẹ. Cứ thế chị lủi thủi một mình, vừa giữa dỗ con, thay bỉm, pha sữa. Trộm vía con chị rất ngoan, ít quấy khóc. Đến bữa cơm, chị xuống ăn cùng cả nhà để mẹ chồng không phải mang cơm lên phòng. Chị lại ứa nước mắt thêm lần nữa, khi bữa cơm rất nhiều món, nhưng đều là những món mà chồng chị thích. Chị là người đẻ, chỉ có một bát thịt nạc, một đĩa rau muống luộc và nước luộc rau. Mẹ chị gọi chị suốt, hỏi thèm ăn gì để mẹ nấu mang sang. Mẹ chị hầm gà, hầm chim, ngày nào cũng mang sang, tiện thể mang quần áo của con gái và cháu về giặt.
Cũng vì việc này mà mẹ chồng mắng chị không biết thương bà ngoại, để bà mang đồ về giặt, không biết đường tự mang lên sân giặt rồi phơi. Chồng chị vẫn im lặng, anh còn đang bận chơi điện tử. Làm dâu, chị thấy thương mẹ hơn. Mẹ làm dâu mấy chục năm, bao nhiêu lần chị thấy mẹ nén nước mắt. Lấy chồng rồi, ngồi vò quần áo cho bố mẹ chồng, chị mới nhớ ra mình chưa từng giặt quần áo cho bố mẹ, chưa từng nấu được cho mẹ bát cháo, chưa từng bóp lưng cho mẹ. Chị làm giáo viên nên có việc gì không bằng lòng, chị chọn cách im lặng. Chị không thể cãi bà vì sợ mang là hỗn láo. Thâm tâm chị chỉ ước chồng chị bên chị một lần, đứng ra bảo vệ chị một lần. Nhưng anh chỉ nói với chị, mẹ ngày trước khổ như thế nào chẳng kêu, sao em cứ kêu ca suốt thế? Và trước bất kỳ sự bất công nào đến với chị, anh đều chọn cách im lặng. Cứ như thế thời gian trôi đi cùng với sự ra đời của hai đứa trẻ là tình yêu chị dành cho anh cạn dần. Đôi lúc chị không hiểu chị duy trì cuộc hôn nhân này là vì điều gì. Nhờ sống với anh, với gia đình anh mà dần dần chị bắt đầu ăn thịt mỡ, ăn da, thậm chí là cả đầu gà, đầu cá. Những thứ trước đây chị không bao giờ đụng đũa đến. Khi chị về nhà bố mẹ đẻ, bố mẹ chị kinh ngạc khi thấy con thay đổi quá nhiều. Bố mẹ chị cứ nói đùa là chồng chị giỏi, thay đổi được nhiều thói quen mà bố mẹ bao năm nay không lay chuyển được. Chồng chị cười cười, còn chị chỉ thấy xót xa trong lòng. Tháng trước, thấy tóc bạc nhiều bất thường, chị định đi khám, nhưng tiếc tiền lại thôi. Đúng đợt cơ quan chị tổ chức khám sức khỏe định kỳ, chị mới biết mỡ máu chị cao khác thường. Chức năng gan thận đều không tốt, có nguy cơ bị gút. Bác sĩ chỉ định chị phải đi khám lại và lên một chế độ dinh dưỡng khoa học. Khi về nhà, nhìn mặt chị buồn, anh cũng chẳng hỏi han, ngồi xì sụp ăn mì do mẹ anh nấu. Mẹ chồng than vãn, mày về muộn, thằng Thành chờ mãi, hôm nay mẹ mệt không cơm nước gì được, đành nấu cho bố con nó bát mì, còn ít thịt gà trong bát, mày lấy mà nấu mà ăn. Chị hỏi, cả nhà ăn rồi hả mẹ? Còn hai đứa nhỏ ăn gì chưa mẹ? Thì nấu mì ăn cả rồi, ăn mì một bữa cũng được, sau làm gì thì thu xếp về sớm sớm, không phải lúc nào tôi cũng làm ô xin cho nhà anh chị được. Bà nói dỗi, như mọi khi chị không nói gì, vào bếp với lấy gói mì, đun nước định nấu, nhưng khi ngó vào bát thịt gà mọi người để lại, chỉ toàn da, chân, đầu với cánh. Chị nghẹn ngào không tài nào ăn được, chị tắt bếp lên gác nằm, đêm ấy chị không ngủ được. Chị nhận ra chị chẳng hề có vai trò đáng kể nào trong gia đình. Với các con chị, những gì chị làm đều là đương nhiên. Chị thường nghe bà nội nói với các con những câu đại loại như, nói khẽ thôi, để bố ngủ, bố còn đi làm. Bố đi làm mới có tiền nuôi các con chứ. Hai đứa ăn gì ngon phải để cho phần bố, vì bố mày đi làm vất vả. Trong những câu đó không bao giờ có chị. Chị nghe quen rồi, cũng chẳng thấy chạnh lòng. Chị là giáo viên dạy văn cấp 2. Chị nghĩ về những bài văn chị hướng dẫn học trò về thân phận người phụ nữ trong chế độ phong kiến. Bây giờ chế độ phong kiến qua rồi mà sao chị thấy thân phận người phụ nữ vẫn nhỏ nhoi, chẳng khác gì con sâu con kiến. Chị có cô con gái, năm nay 7 tuổi, nhưng chị đã nghe thấy mẹ chồng chị dạy con bé phải nhường em vì em là con trai. Con là con gái, con phải biết hy sinh. Trong bữa ăn, miếng ngon nhất bao giờ bà cũng bảo để phần ông, phần bố, phần em trai. Mình là con gái, ăn ít đi một chút cũng không sao. Bỗng nhiên chị thấy rùng mình. Hôm sau chị cầm tờ giấy khám sức khỏe đưa cho anh xem. Anh xuống bảo mẹ là
Giờ hạn chế dầu mỡ thôi, đừng ăn nhiều đồ xào rán. Mẹ nó đi khám mỡ máu cao phải ăn kiêng. Mẹ chồng chỉ biểu môi, bao nhiêu năm ăn có sao đâu, không khám không sao, khám lại nhanh chết. Chồng chị quay sang bảo chị, có khi bác sĩ cứ làm quá lên để ăn tiền, rồi bảo em mua thuốc nọ thuốc kia, chứ cả nhà ăn đều thế, có sao đâu. Chị không nhịn được nữa gào lên, cả nhà ăn thế cái gì, bao nhiêu năm cái gì, ngon nhất là đàn ông ăn, một miếng da anh có bao giờ phải ăn, mà anh nói cả nhà, anh đã bao giờ phải ăn đồ thừa đồ cũ bữa nào. Cam em mua về, bà bảo phải vắt, phải để dành vắt cho anh, cho ông nội, cho các con. Phụ nữ chẳng cần cầu kỳ, thế em không đi làm à, em không vất vả à, hay là đàn bà thì không phải con người. Mẹ chồng chị lần đầu tiên thấy chị như vậy, bà dỗi bảo chị hỗn láo. Chồng chị thiếu chút nữa vung tay lên cho chị một cái bạt tai. May mà phút cuối anh kềm chế được, anh bỏ đi. Tối về bà nội dỗi không ăn cơm, anh bảo chị phải xin lỗi bà. Chị nói chị không làm gì sai, không có gì phải xin lỗi, bà khổ, chị biết. Nhưng không thể bắt chị và con gái chị cũng khổ giống bà. Quan niệm của bà, chị không đồng tình. Sự vô tâm của anh không phải điều chị chờ đợi trong cuộc hôn nhân này. Nếu anh cảm thấy chị quá đáng, có thể viết đơn ly hôn, chị ký. Lần đầu tiên anh nghe chị thách thức, chẳng chần chừ, anh viết đơn luôn và nói, nếu cô không xin lỗi mẹ tôi, thì tôi với cô chẳng có gì để nói. Nước mắt chị chảy dài, chị cầm lá đơn ký ngay không cần suy nghĩ. Rồi ngay lập tức, chị thu dọn quần áo về nhà bố mẹ đẻ. Bố mẹ đẻ thấy chị trở về, tiều tụy hốc hác, tóc bạc đến 1/3, ông bà hiểu rằng chị đã trải qua rất nhiều trăn trở mới quyết tâm kéo vali về nhà bất chấp điều tiếng. Chị thấy chị vẫn còn may mắn lắm khi vẫn còn nơi để trở về. Mẹ chồng chị biết bà sẽ không bao giờ cho phép con trai hạ mình xin lỗi vợ, càng không bao giờ gọi điện cho chị khuyên nhủ, dù bà luôn nói thương chị hơn cả con gái. Bởi vì bà từng bảo đã đi thì đừng về, phải giữ cái thế nhà chồng để nhà gái không coi thường được, chết cũng không cho con trai xin lỗi vợ. Anh cũng gật gù thấy đúng. Nên bao nhiêu năm làm vợ chồng, chưa một lần anh xin lỗi chị. Có chuyện gì, anh chỉ lân la bắt chuyện làm lành. Đối với anh, thế là đã tốt lắm rồi. Anh kể từ nhỏ mỗi lần mẹ mắng, anh lại dỗi bỏ ăn cơm. Bà sợ anh gầy, ốm yếu, lại dỗ dành xin lỗi. Giờ lấy vợ rồi, cãi nhau với chị, anh vẫn giữ thói quen bỏ ăn cơm hoặc đi nhậu thật khuya mới về. Mẹ anh lo cho sức khỏe con trai, lần nào cũng giục bắt chị gọi điện cho anh về, rồi bảo phải nhịn chồng, xin lỗi chồng, chồng mình chứ ai mà so đo thiệt hơn. Hỏi rằng chị có buồn không, có cô đơn không, có chứ. Chị có thương các con không, có chứ. Chị cũng muốn cho các con có được một gia đình đầy đủ ấm áp. Trong gia đình ấy luôn đầy ắp tiếng cười, sự quan tâm, mỗi một thành viên đều quan trọng. Nhưng chị không làm được. Chị hiểu rằng nếu chị cứ thỏa hiệp, chị sẽ trở thành một bà mẹ chồng y như mẹ chồng chị sau này. Đến giờ bà vẫn lặng lẽ khóc mỗi khi ông quát nạt bà trước mặt các con, hoặc ông giận dỗi bà bỏ đi chơi qua đêm từ ngày ông bà còn trẻ, để mặc bà với con nhỏ ốm sốt. Anh thường kể với chị sự chịu đựng vĩ đại của bà và nói rằng chị sướng hơn bà nhiều lắm, vì ít ra anh không tệ như thế. Chị quyết định ly hôn, mặc kệ mọi người bảo chị cố chấp, bảo chị ích kỷ, mặc kệ mẹ chồng đi rêu rao khắp nơi, chị đòi bỏ chồng chỉ vì miếng da gà. Chị thì chị nghĩ cũng nhờ miếng da gà mà chị biết vị trí của mình ở đâu trong gia đình chồng. Cũng nhờ miếng da gà mà chị hiểu chị cần phải sống khác đi, cần yêu thương bản thân mình trước nhất.
Để ít ra sau này con gái chị sẽ không vì một miếng da gà mà phải chịu đựng chôn vùi tuổi thanh xuân chỉ duy nhất diễn ra một lần. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Ly Hôn Giả. Chỉ vì những toan tính cá nhân, tôi lên kế hoạch ly hôn giả, nhưng cuối cùng lại thành thật. Thế là tôi đã mất tất cả. Tôi sang Úc làm nghiên cứu sinh và đưa vợ con sang cùng. Mục đích của tôi là muốn vợ sang Úc để làm thêm và trông mom con cái học hành. Thời gian đầu, hai vợ chồng phải sống ở hai thành phố, nên cuối tuần mới gặp nhau. Sau hai học kỳ, tôi về nước để làm khảo sát và thí nghiệm phục vụ cho đề tài nghiên cứu. Vợ và có con ở lại Australia. Tôi bàn với vợ, giờ các con cũng đã quen với cuộc sống ở bên đó. Vợ tôi cũng đã kiếm được công việc ổn định ở một công ty, thu nhập cũng khá ổn định, đủ trang trải cho việc học tập, sinh hoạt của ba mẹ con. Vợ chồng tôi bàn nhau kế hoạch để định cư lâu dài ở Úc, nhưng các điều kiện để được định cư rất khó khăn. Cách dễ dàng nhất là kết hôn với người dân nước sở tại. Nhưng cách này sao mà làm được khi chúng tôi đã là vợ chồng? Sau nhiều đêm vắt tay lên trán suy nghĩ, mất ăn, mất ngủ, tôi mạnh dạn nói với vợ, hay vợ chồng mình giả ly hôn, rồi em làm kết hôn giả với một người bên Úc, rồi sau khi đã hoàn thành thủ tục, em ly hôn, mình làm thủ tục kết hôn lại. Làm cách này vừa thuận lợi, vừa đỡ tốn kém. Ban đầu vợ tôi chối đầy đẩy, sợ rằng trong thời gian xa cách, về mặt pháp lý hai vợ chồng đã ly hôn, thì tôi sẽ thay lòng đổi dạ. Cô ấy khóc vì cho rằng tôi nghĩ mưu kế để đẩy mình ra xa. Nhưng sau những lời lẽ thuyết phục của tôi, một thời gian dài sau đó cô ấy đồng ý và bắt tôi hứa là không được phản bội. Dù rằng bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải ở bên ba mẹ con cô ấy. Tôi đồng ý hai chân hai tay và xúc tiến làm thủ tục ly hôn. Phiên tòa xử ly hôn của tôi có lẽ là lạ nhất từ trước đến giờ. Khi cả hai đã ký vào tờ giấy thuận tình ly hôn, cả nhà lại vui vẻ nắm tay nhau đi ăn ở nhà hàng. Hai con tôi còn quá bé để hiểu bố mẹ chúng đang toan tính điều gì. Được đi ăn nhà hàng là thích là cười tít mắt. Một tuần sau, vợ và hai con tôi ra sân bay để quay lại Úc. Đêm trước khi bay, cô ấy dụi đầu vào vai tôi thổn thức, nói rằng kiểu gì anh cũng không được phụ bạc mẹ con em. Tôi bảo, giờ anh chẳng có gì trong tay, tất cả tài sản con cái là của em, vậy chẳng lý do gì anh lại phụ bạc em cả. Vợ tôi yên tâm thiếp đi, còn tôi cứ vơ vẩn trong đầu một nỗi lo mơ hồ. Hai tháng đầu, ngày nào vợ chồng tôi cũng vẫn thư từ, điện thoại, FaceTime qua lại. Sau thưa dần vì cô ấy kêu bận, mỗi lần nói chuyện tôi lại dục cô ấy tìm người khác để kết hôn. Cô ấy gật đầu cho qua rồi lảng sang chuyện khác. Tôi nhớ như in, đó là ngày mùa thu nắng đẹp. Vợ gọi điện bảo, em đã tìm được người để kết hôn, không phải mất tiền qua môi giới. Ngày mai sẽ đi làm các thủ tục cuối cùng. Nhận được tin, tim tôi đập rộn ràng, buồn lo, vui mừng khó tả. Tôi không ngờ bữa cơm trưa hôm ở tòa án về là bữa cơm cuối cùng tôi được đưa vợ con vui vẻ ăn uống ở nhà hàng. Sau hôm vợ tôi làm thủ tục đăng ký kết hôn với một người đàn ông Úc bản địa, các cuộc gọi điện thư từ càng thưa hơn. Tôi cũng bận vào việc thu gom kết quả nghiên cứu nên cũng không có thời gian để quan tâm nhiều, chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm lũ trẻ thế nào. Sau 6 tháng, tôi trở lại Úc, tự đi taxi về nơi ở, theo địa chỉ vợ tôi cho, đến nơi cửa khóa. Đoán chắc giờ này lũ trẻ chưa về, vợ tôi chắc cũng đi làm, bà chủ nhà thấy tôi. Chạy ra hỏi dăm câu ba điều, rồi đưa chìa khóa nhà cho tôi. Tôi mở cửa bước vào, căn nhà như không có hơi người ở, mọi đồ đạc đều trùm khăn chống bụi.
tôi bắt đầu thấy lo lắng và bắt tay vào dọn dẹp, bày biện đồ đạc sách vở ra bàn. Sẩm tối, vợ tôi lái xe đưa hai con về đến nhà, hai đứa trẻ thấy bố thì nhào đến ôm. Tôi toan vòng tay ôm vợ thì cô ấy né qua đi thẳng vào trong. Cô ấy bảo, em để hai con ở lại đây với anh đêm nay, sáng mai em qua sớm đón các con đi học. Tôi đứng như trời trồng giữa nhà, không hiểu vợ đang nói gì. Tôi kéo cô ấy vào phòng riêng, dồn vào góc tường, nghiến răng hỏi, đang có chuyện gì, em nói cho anh biết. Cô ấy khóc và xin lỗi tôi rằng, em đã hết yêu anh, em đã kết hôn với người khác. Ban đầu nghĩ là giả, nhưng sau em thấy rằng không thể bỏ người ấy được. Trời đất như sụp đổ, mắt tôi không còn nhìn thấy gì, tai ù đi, tiếng hai đứa con đùa nhau ở phòng ngoài như tiếng côn trùng kêu hỗn loạn trong đầu. Giờ đây nghĩ lại, tôi không dám tin vào những gì đã xảy ra. Tôi đã mất niềm tin vào cuộc sống, không biết sẽ bắt đầu từ đâu. Truyện ngắn xin được phép dừng lại ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại cả nhà vào lúc 6 giờ sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào!